Chiều ngày 29 tháng 12, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội Người Cao Tuổi năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ Người Cao Tuổi năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi các huyện thành phố. Trong năm 2023, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể tỉnh, triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn và hai nhiệm vụ chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đó là xây dựng tổ chức hội vững mạnh làm tốt công tác chăm sóc công tác phát huy vai trò người cao tuổi chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa người cao tuổi tham gia phòng chống tội phạm phòng chống tệ nạn xã hội người cao tuổi xây dựng gia đình văn hóa gia đình kiểu mẫu người cao tuổi làm kinh tế giỏi thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi việt nam nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tạo điều kiện để người cao tuổi sống khỏe sống vui sống hạnh phúc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương của tỉnh trong năm, Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện thành phố đã tham mưu tổ chức trao tặng trên 21.400 xuất quà cho người cao tuổi với tổng số tiền trên 6,6 tỷ đồng. Toàn tỉnh có gần 102.000 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế, có trên 18.000 người cao tuổi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Tại hội nghị đã thống nhất nội dung đề xuất thành lập hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện theo kết luận 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của hội người cao tuổi việt nam